Xin chào các bạn nha. Mình nói với bạn cái vấn đề gì nè. Vấn đề chán lắm, chán đời lắm. Có nhiều người cũng sang mồm lắm các bạn. Mình thì mình mua con xe này là Novatana này, mua hồi cuối năm 2019. Giờ cũng là được mấy tháng rồi. Mình cũng chạy mấy tháng rồi, cũng không có sửa sang gì hết trơn, mua làm sao là chạy như vậy. Xe của mình là xe thanh lý toàn quốc chính chủ nha các bạn. Hiện tại xe mình đang ở Hậu Giang. Mà nói khổ một cái là mình chơi, mình chạy xong rồi á, mình chạy tới đâu ai cũng thích con xe, ai cũng nhìn con xe mình, hỏi xe gì này nọ rồi tùm lum, hỏi mua nhiêu rồi chạy có ngon không, rồi chạy giọt dữ không, xe thấy dữ quá, đỉnh quá. Mà tới chừng mình chơi xong rồi các bạn, mình cũng như mình muốn đổi xe, mình đổi gió. Mình kêu bán con xe này là từ hồi hồi mùa thu mà cho tới mùa xuân mùa đông mà chưa có ai mua luôn. Mình kêu bán con xe có 30 mấy triệu thôi, con xe hai thì chính chủ thanh lý toàn quốc mà không ai mua hết trơn các bạn. Mình không hiểu luôn. Còn vấn đề mà hỏi con xe này giá bao nhiêu á, mình đăng mình bán trên các nhóm xe thì hỏi chừng 100.000 lần, 100.000 người rồi. Thậm chí hồi mới hôm qua đây nè, hôm qua mình cho đi coi xe luôn, người ta xuống người ta coi xe, người ta lừa mình vẫn cho người ta coi xe, nếu mà không mua trả 500.000. Qua xong rồi coi xong rồi trả giá xong rồi kêu đợi chút đầu giờ chiều làm giấy tờ các bạn, xong rồi giọt luôn, trốn luôn, sang mồm luôn. Rồi thậm chí gần đây là mình là hả, mình kêu cho xe luôn, mình lên mạng mình đăng mình cho xe luôn mà không ai lấy luôn. Xe mình xe chính chủ giấy tờ đầy đủ nha các bạn, mà mình không hiểu sao mà mình cho người ta cũng không lấy nữa. Bán mình cũng không mua mà cho không lấy luôn, mà cứ gặp là đăng lên là hỏi giá à, không biết sao lý do sao mà hỏi dữ nữa. Xe này các bạn nghĩ đi 20 năm mà có nhiều người hỏi xe riêng không, riêng thì chắc là không có riêng đâu khác các bạn, không bao giờ có riêng đâu, làm hết trơn rồi. Xe này cũng làm máy học 2-3 năm gì rồi mà từ lúc mình mua giờ mình không có làm máy con xe này ha. Dàn lông ghim hồi đó giờ luôn thì nó cũng gãy móc bể móc các thứ rồi, nó đâu còn được nguyên vẹn đâu các bạn. Giờ mình có ông anh ổng chuyên về làm kênh YouTube về xe á, rồi vài bữa mấy anh em mình gã ra làm máy lại, thay dàn lông đồ mới, làm mới can xe ben luôn 4x chưa cho gớ nha các bạn, 4x cũng không bán nữa. Tại vì cho không lấy, bán 30 mấy triệu không ai mua. Thì giờ mình làm mới rồi hết trơn, làm máy móc rồi mình làm ngon lành là dọn kiển, dọn nói chung là can xà beng, vàng lông, vàng đồ hết thì 4x. Cũng không bán cho các bạn đâu, không bán cho cái người nào mà sang mồm đâu. Ông anh mình không có kênh là Xe và Cuộc Sống Quanh Ta đó. Ai thích thì đăng ký kênh YouTube Xe và Cuộc Sống Quanh Ta để ủng hộ cho anh nha. Chuyên gia làm về xe hai thì gã gáp máy, làm máy, chia sẻ kinh nghiệm tất cả các thứ, tư vấn nhiệt tình luôn. Anh em thích gì qua đó coi bên kênh xe. Còn mình thì mình chỉ quay chơi vậy thôi, mình quay nhiều chủ đề, mình thấy gì thích mình quay à. Cái ngày như mình ngồi đây mình thấy con xe vậy thôi là mình quay thôi, không có gì mới mẻ. Xe là xe của mình chính chủ đó, xe hiện tại Hậu Giang. Mình cũng chạy đi bốn phương bốn miền rồi, chạy các thứ Bến Tre, Sài Gòn, Mỹ Tho, Tiền Giang, rồi Đồng Tháp, Gành Hào, rồi các thứ Vĩnh Thuận, Kiên Giang, rồi mình đi hết rồi. Đó, mình đi Phú Quốc luôn các bạn. Mình cũng chưa thấy hư hao gì cho mình chạy hoài tới chứ không hư hao gì đâu, đổ nhất, đổ xăng là lên đạp chạy à. Không có gì hết. Đi đó, ngu. Mình có con xe vậy thôi. Bây giờ bán không mua rồi cho cũng không lấy nữa, đôi khi cũng buồn. Nói giờ mình đăng lên vậy đó, ai thích thì liên hệ mình luôn, bán luôn. Còn bán được mình cho luôn ha các bạn. Dễ à. Xe thì cái nổ khỏi nổ máy chứ các bạn coi không. Hay thì mà để đi chiều nó cũng không tắt nữa, chỉ là hết xăng nó tắt luôn à. Không có gì vậy. Mình đâu có biết độ xe đâu gì, mình chỉ để chạy chơi thôi à, để có nổ tiếng bình 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 chơi vậy.
chung là xăng nhớt vô là giọt thôi. Tìm gu thấy không, thấy xe đẹp không, xe gì mà chơi mà trả giá đủ thứ các kiểu, rồi không mua rồi trốn rồi cho không lấy luôn, trời buồn quá trời buồn các bạn ơi. Chắc không chơi hai thì nữa quá, bỏ qua về chơi quay game mình cho khỏe các bạn ơi, chơi thì sang thiệt á, chứ chừng bán không ai mua á, cho không ai lấy luôn, chán thiệt. Anh em mình hay đăng cho xe đó, cho mấy chiếc rồi đó. Vậy thôi nha, mình chỉ quay chơi vậy thôi. Chào các bạn, yêu thích thì đăng ký kênh của mình để mình quay clip coi chơi nhiều chủ đề lắm, mình quay tá lả ở bên trên lợi chứ đó. Mình thì mình không có chuyên gì xe, công việc mình là làm biểu diễn ảo thuật ha. Ai yêu thích mình hãy qua kênh ảo thuật gia Nguyễn Son, ảo thuật gia Nguyễn Son, đăng ký và subscribe kênh mình cho để thưởng thức nghệ thuật nha các bạn. Thì vậy thôi, xin chào và hẹn gặp lại, hẹn gặp các bạn ở video sau nha, chào tạm biệt.